Danh hài Thúy Nga đăng quang Á hậu thế giới, giờ là mẹ đơn thân sang chảnh nước Mỹ. Được biết đến là một danh hài đình đám của làng giải trí Việt và hoạt động ở thị trường hải ngoại, ít ai biết rằng Thúy Nga cũng từng lấn sân sau những cuộc thi sắc đẹp dù chỉ cao 1m59. Vào năm 2013, mỹ nhân này đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt và giành ngôi Á hậu 2 và thắng giải phụ người đẹp tài năng. Tuy vậy, chiến thắng của cô từng vấp nhiều tranh cãi với tin đồn mua giải. Đáp trả những ý kiến trái chiều từ mọi người, Thúy Nga cho biết bạn cảm thấy danh hiệu Á hậu là xứng đáng với những công sức và nỗ lực mà người đẹp đã bỏ ra trong suốt cuộc thi. Sau hơn 8 năm kể từ khi cuộc thi sắc đẹp, cuộc sống lẫn sự nghiệp của Thúy Nga đã thay đổi rất nhiều. Nhưng những thay đổi nhiều nhất có lẽ phải kể đến việc danh hài sang Mỹ trở thành mẹ đơn thân của hai cô con gái nhỏ. Cụ thể, vào năm 2014, Thúy Nga lùm xùm sau vụ ly hôn chồng cũ, ôm 7 tỷ bỏ trốn. Lúc này cô chấp nhận một mình nuôi dưỡng con gái Nguyệt Cát. Nói về cha bé Nguyệt Cát, Thúy Nga không thốt nổi lời, nhưng cô không giấu nỗi buồn vì từ khi mang thai, chồng cũ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm một người bố với con nhỏ. Chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân nơi đất khách quê người, Thúy Nga từng cho biết, khi mình làm mẹ đơn thân phải nói vất vả, một mình phải gánh hai trách nhiệm, vừa làm cha vừa làm mẹ của con, lúc như nhu lúc cương trong việc dạy dỗ, nhiều lúc cảm thấy quần quật cả ngày, gần như không có thời gian riêng cho bản thân mình. Dù rất vất vả, nhưng theo dõi cuộc sống của Thúy Nga và các con trong suốt 4 năm qua, khán giả không khỏi ngưỡng mộ vì Nguyệt Cát luôn được hưởng cuộc sống đầy đủ, vật chất so cho với tới tinh thần. Cả gia đình Thúy Nga hiện đang sống trong căn biệt thự sang chảnh tại Mỹ. Cô con gái học trường quốc tế từ nhỏ với học phí đắt đỏ. Sau đó, Thúy Nga còn đưa Nguyệt Cát chuyển trường từ Việt Nam sang Mỹ, cũng theo học tại một môi trường giáo dục hàng đầu. Chưa hết, ngoài đi học, Nguyệt Cát còn học thêm vẽ, đàn và thể thao nên khoản học phí của cô đã tốn không ít ngân sách của mẹ. Đáp lại sự đầu tư, Nguyệt Cát lớn lên 11 tuổi đã rất dạn dĩ, thành thạo ngoại ngữ và đặc biệt cô gái càng lớn càng được hưởng nét đẹp từ người mẹ Á hậu. Có lần, Thúy Nga tự hào chia sẻ, Nguyệt Cát một mình bay sang Mỹ tiếp tục việc học, đồng hành đoàn tụ với mẹ. Cô bé đã trải qua hai chuyến bay thì mới đến Mỹ, trong suốt hành trình cũng tự giao tiếp ngoại ngữ tiếp sinh viên vào hải quan Mỹ. Tuy đầu tư cho con cái học hành, nhưng Thúy Nga lại không hề nuông chiều nhất tì, mà ngược lại, dù sở hữu khối tài sản kếch xù sau nhiều năm đi diễn. Hai con gái Thúy Nga được mẹ cho ăn mặc giản dị đúng tuổi. Ngoài việc học hành, con gái cũng được mẹ hướng dẫn những công việc phù hợp, quét dọn nhà cửa, tưới cây, nấu ăn. Thúy Nga không thể giúp việc, hầu hết công việc nhà đều được hai cô công chúa nhỏ giúp mẹ làm hết. Chào quý vị và các bạn đến với Người Nhà Quê. Chúc các bạn có giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.